Bài hát Việt đã bước sang năm thứ ba với sự tham gia của nhiều tác giả trong nước và hải ngoại và đã hội tụ đủ các dòng nhạc từ pop, rock, R&B đến dân gian đương đại. Ca khúc mang phong cách thính phòng đương đại, mỗi người một vẻ. Nhưng cho dù theo phong cách nào, dòng nhạc nào thì các tác giả cũng đều làm giàu thêm cho kho tàng bài hát Việt Nam, cho sự phát triển của âm nhạc Việt Nam. Thì tôi thấy các phong cách đã được định hình rất là rõ ràng. Thấy qua những cái live show ở hát Việt vừa rồi, chúng ta có thể thấy rõ cái điều này. Có một vài gương mặt trẻ thôi, nhưng mà nghe bài của họ thì cũng biết ngay là họ sáng tác rồi. Đấy, thì một vài những cái thể loại nổi bật hiện nay mà các nhạc sĩ trẻ đang thay đổi, đang theo đuổi. Đó là phong cách pop, rock, R&B, hoặc là thêm một tí jazz pop, hoặc là theo dòng semi-classic, world music. Đấy là những cái thể loại mà rất là nổi trội hiện nay mà mọi người đang theo đuổi. Đối với tôi thì tôi không quan trọng phải chọn cái thể loại âm nhạc nào, mà quan trọng là phải chọn cho mình một phong cách âm nhạc mới lạ. Về phần giai điệu thì không nên lặp lại những cái gì mà những cái thế hệ đi trước đã từng làm. Nếu như chúng ta để ý tới chương trình Bài Hát Việt và có thể cảm nhận dễ dàng từ chương trình này là các nhạc sĩ trẻ tham gia với rất nhiều phong cách, và bản thân tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ đó. Có những người đến với bằng dân gian đương đại, có những người bằng pop, bằng rock. Nhưng tôi nghĩ rằng là một cái sân chơi như Bài Hát Việt thì hoàn toàn bất dù là bạn đem đến phong cách nào cũng được, sẽ được đón nhận, bởi vì miễn là bạn chứng tỏ được cái bài hát của mình nó sẽ có sức sống với cả công chúng. Trong tình trạng bão hòa của nền âm nhạc Việt Nam hiện nay thì việc mỗi nhạc sĩ lựa chọn thể loại riêng và hướng đi riêng trong sáng tác là chuyện rất nên làm. Tâm đã lựa chọn thể loại nhạc rock alternative và cố pha một chút blues vào đó. Tâm nghĩ điều đó sẽ thể hiện được cái cá tính của bản thân mình và giúp cho ca khúc của mình có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Mỗi một dòng nhạc đều có một cái chỗ đứng riêng trong lòng của công chúng. Với những người trẻ thì tôi nghĩ rằng họ cần biết là họ sẽ làm những cái gì và họ đang làm những cái gì để đóng góp vào cho cái sự phát triển. Còn đón nhận nó như thế nào thì đấy còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. Còn chúng ta đang đi tìm những cái ngôn ngữ mới, nhạc nghệ đang là những người đặt nền móng, và chúng ta đang có một cái nền, và muốn có một cái nền tốt thì cần phải vận động thêm nữa và cần phải có nhiều những cái điều kiện. Và Bài Hát Việt là đã làm một trong những cái để mà thúc đẩy cái sự phát triển của cái nền móng như vậy. Các tác giả đã gửi hàng ngàn bài hát để tham gia tuyển chọn theo tiêu chí thật rõ ràng mà ban tổ chức đã đề ra. Không nhạc thị trường, không lặp lại cái hay cũ về mặt ngôn ngữ, cởi mở về đề tài, phong cách và thể loại. Tiếp nhận cái mới, cái đương đại nhưng giữ cốt cách, nét đặc sắc của văn hóa Việt. Vì thế, Bài Hát Việt đã trở thành nơi để các nhạc sĩ sáng tác giới thiệu những tìm tòi mới, để những người trẻ có thể cất lên được tiếng nói thật sự của thế hệ mình. Để làm được điều này thì cả ekip đã làm việc hết sức mình, từ ban tổ chức, nhóm biên tập, chỉ đạo sản xuất đến sân khấu kỹ thuật. Và một thành phần vô cùng quan trọng quyết định thành công và tiêu chí của chương trình đó là những thành viên trong hội đồng thẩm định. Trong suốt 3 năm vừa qua thì những thành viên trong hội đồng thẩm định luôn luôn được thay đổi để đi sát với đời sống âm nhạc Việt Nam. Và một thành phần hết sức quan trọng nữa đó là những nghệ sĩ tham gia vào chương trình, từ nhạc sĩ, ca sĩ, ban nhạc, những người phối khí. Mọi người đã chung tay góp sức để có được những bài hát Việt trong suốt 3 năm vừa qua thật hoành tráng, ấn tượng và đặc biệt có chất lượng âm nhạc cao để phục vụ cho quý vị khán giả. Âm nhạc rất phong phú. Đừng bắt chúng phải giống nhau, đừng bắt người khác phải giống mình, và đừng bắt mọi người phải thích những gì mình thích. Đừng xem mình là bác học, đừng xem mình là hàn lâm.
Hãy để âm nhạc là âm nhạc. Hãy để nó phát triển theo cách của nó và cảm nhận của từng người. Âm nhạc cần có nhiều thể loại. Âm nhạc cần có nhiều hướng đi. Và soon, hãy để âm nhạc là âm nhạc. Yeah. Thích nghe tôi không? Muốn nghe tôi không? Hãy ngồi yên, lắng nghe và hãy thưởng thức âm nhạc theo cách riêng của mình. Mr. D, Mr. D, kiểm tra, hãy lắng nghe âm nhạc. Yeah. Ở trong hôm nay ta tự học về đấy. Ở trong hôm nay ta cùng nhau dựng xây. Ở anh và em ta cùng nhau cùng xem. Ở ta cùng nghe xem, ta cùng xem. Những điều chưa biết về nhạc ở đây. Những điều muốn nói về nhạc là đây. Ở ta cùng nghe xem, ta cùng xem. Hip hop cũng là nhạc mà thôi. Dân ca cũng là nhạc mà thôi. Opera cũng là nhạc mà thôi. Rock cha cũng là nhạc mà thôi. Tất cả thể loại cũng là nhạc mà thôi. Nhạc hàng lâm, nhạc bác học, nhạc đại chúng cũng là nhạc mà thôi. Và cùng chung một nồi. Vậy thì đừng bắt tôi phải giống nhạc của bạn. Và chỉ có nhạc của bạn là nhạc mà thôi. Và chỉ có bạn là người am hiểu về nhạc và biết nghe nhạc. Còn những đứa khác như tôi chỉ là lũ ngốc cụ chân muốn tay lắc lư theo nhạc mà thôi. Ồ không, đó là điều ngu ngốc tôi từng nghe thấy, phải không? Hãy nói rằng bạn chỉ đang đùa cho vui, phải không? Vì âm nhạc không phải xuất thân từ bạn mà ra, mà nó lại là sự đúc kết từ ngàn năm qua. Xoay tròn điệu nhạc rộn ràng cùng hoa ca biết nơi con tim trong nhân loại bỏ mặc hơi thu và mong xa thế giới quanh ta luôn xoay tròn điệu nhạc rộn ràng cùng hoa ca biết nơi con tim trong nhân loại bỏ mặc hơi thu và mong xa. Tôi đến đây để nói cảm nhận của mình về nhạc mà thôi. Một đứa trẻ theo đời các cao giọng hát khi lọt lòng nơi. Tiếng mèo ru đêm đêm xoáy vào lòng con là nhạc đấy thôi. Bập bùng bập bùng bập bùng vào lưỡi cháy là nhạc đấy thôi. Khi tôi vui tôi nghe hip hop và nhảy cùng bà cùng em. Khi tôi buồn tôi lôi ca chủ cái lưng ra để mà xem. Tất cả những thứ trên người ta đều gọi là nhạc đấy em. Không phân biệt hàng lớp bác học hay nhạc đại chúng đâu em. Thế giới của tôi là xoay tròn. Những nhạc xa xa cùng hoa ca. Biết nơi có tim trong nhân loại. Bỏ mặt hoa thu và mong xa. Thế giới của tôi là xoay tròn. Mời quý vị cùng thưởng thức bài hát của năm, bài hát Việt 2006. Chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với phần thể hiện của ca sĩ Thu Minh cùng vũ đoàn ABC. Chúng ta hãy cùng đến với Chuông Gió. Thank you.
chuông như đưa tôi đến miền rất lạ, miền cô tích dịu kỳ. Lời chuông như đưa tôi đến miền đất thanh bình, miền cô tích thăng tiên, thăng tiên, thăng tiên. Chuông ngân lên, có cây rung lên, làng gió băng mai tung bay lá khô. Giờ chuông rung lên, một ngày mới đến, ngày mới cho tôi tìm lại con đường. Giờ chuông rung lên, rồi người cũng đến, người tình có tiếc đến mang hạnh phúc cho tôi. Và mỗi sáng chỉ mình tôi thôi, người nghe tiếng chuông.
sao giữa đêm mùa đông, đêm lạnh lắm sao chẳng thấy anh đến bên đời em, hát khúc tình đêm trăng. Sáng tinh mơ dạo qua góc công viên, thấy bao điều người người chào bình minh đang đến, nhìn cụ già tập dưỡng sinh, sao trong tâm ta thấy bình yên, một Hà Nội rất thân quen. Mặt trời hồng rạng rỡ, phố xa bỗng nhiên càng đông em, nhìn dòng người vội vã nơi những chiếc xe dài lê thê. Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu, bao ánh đèn, ngồi ăn một quán ven đường, Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp dịu dàng đậm chất thơ mơ. Một ngày xa một cảm giác lòng chợt nhớ, đưa em đi qua Thăng Trầm bao tháng năm đã úa màu, gọi tên từng phố cổ chiều nhạt nhòa ô cơm lung linh ngọt ngào hoa sữa thơm, gọi mùa thu về thật lâu để ta biết nồng nàn. Oh 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 o
sang tinh mơ, dạo qua góc công viên thấy bao điều người người chào bình minh đang đến, nhìn cụ già tập dưỡng sinh sao trong tâm ta thấy bình yên, một Hà Nội rất thân quen. Yeah, mặt trời hồng rạng rỡ phố xa bỗng nhiên càng đông hơn, nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thê. Hey yeah, oh no 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 no, wow. Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu, bao ánh đèn, ngồi ăn một quán ven đường, Hà Nội nhẹ nhàng ngấm mát, dịu dàng đậm chất thơ. Một ngày xa, một cảm giác lòng chợt nhau. Qua tháng trầm bao tháng năm đã úa màu, gọi tên từng phố cổ, chiều nhạt nhòa hồ thương lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm, gọi mùa thu về thật lâu để ta biết nồng nàn. Gọi mùa thu về thật lâu để ta biết nồng nàn. Yeah, bên nhau anh
em nằm em nhớ một ngày trong veo một mùa nghiêng nghiêng cánh đồng xa mờ cánh cò nghiêng cuối trời em về nơi ấy một bờ vai xanh một dòng tóc xanh đó là chân trời hay là mưa cuối trời và gió theo em trôi về con đường và nắng theo em trên dòng sông vắng mùa đã trôi đi trong miền xanh thẳm mùa đã quên đi những lần em buồn từng dấu chân xưa trên đường em về giờ đã xa hoa những cánh hoa vắng người đã đi qua những lời em kể nay giấc mơ chưa bao giờ em về một tiếng chuông chốn biên mang về đâu một nhành hoa mới nở hoa vàng che lấp những con đường tìm cho ta muôn cảm giác bình yên ngày ấy tinh khôi và hồn nhiên ngày em ngủ trong trái tim êm đêm qua em ngã nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh thiên đường xanh ngát giòn
trong lành cuốn vào đời anh là em vẫn tận vô tình chúng ta thuộc về nhau ngàn kiếp xa kiếp thực cầm lãng du môi mềm xinh xa là anh như mùa đông được sưởi ấm là anh như tình yêu vĩnh hằng sẽ không bao giờ chỉ vương giấc mơ được có em thiên đường gọi trời xanh mãi tiếng dương cầm lãng du môi mềm xinh xa là anh như mùa đông được sưởi ấm là anh như tình yêu vĩ đại sẽ không bao giờ chia quân giấc mơ được có em thiên đường gọi tên giấc mơ chúng mình cùng ước nguyện hãy yêu nhau biển trời xanh mãi quý vị có thể thấy được tôi đang nói đến nhóm nhạc nào. Đó chính là nhóm nhạc gồm 4 cô gái, nhóm 5 dòng kẻ với một sáng tác của Bảo Lan, bài hát Độc Huyền Cầm. Khoảng trống vô
tiếng nặng lòng ai ai đợi chờ ai đêm dài không ngừng thắp đèn dầu tìm bóng ai trên vai chỉ có ta với đầu với người sao không nhân ái để mang
mơ tim, làn tóc xóa sương mờ xa lắm, lối xưa thôi chờ bước chân tìm về nghỉ ngơi, ngày đã xa. Một vầng dương hé sáng, tỏa sáng một tình yêu, sưởi ấm người và tôi. Ngày tháng trôi em mơ mộng, kìa một hạnh phúc. Gửi gió một lời yêu, người biết chăng ngày đang tới. Chiều lang thang trên phố đi tìm ánh dương mờ, tìm về nơi ấy rất xa chịu nhớ thêm. Còn mình ta với ta lặng im bước chân. Lang thang trên phố đi tìm ánh dương mờ, tìm bên anh ấy rất xa chịu nhớ thêm. Còn mình ta phải ta lần lượt bước chân đi tìm giấc mơ mang tên mình.
Năm 2005, giữa lúc hoạt động âm nhạc đang bị mất phương hướng, những người viết trẻ đang loay hoay đi tìm một hướng đi mới cho mình để thoát khỏi sự nhàm chán của nhạc thị trường, của cái cũ. Chương trình Bài Hát Việt đã ra đời. Những tác giả đầu tiên đến với Bài Hát Việt còn rất bỡ ngỡ. Có người hăng hái tham gia nhưng chưa thực sự hiểu được tiêu chí mà chương trình đề ra. Có người còn ngần ngại vì không rõ thực hư thế nào và cũng khá nhiều người quay lưng lại với nó. Dần dà, với những live show được thực hiện nghiêm túc, đều đặn hàng tháng, người viết, đặc biệt là những người viết trẻ hiểu ra Bài Hát Việt chính là chỗ đến của mình, nơi có thể giúp họ giới thiệu với người nghe những sáng tác đầu tay, những sự tìm tòi, những cái riêng, mới lạ mà người nghe còn chưa quen tai. Ở đó, họ không phải đối phó với những áp lực của thị trường, họ có thể hồn nhiên làm nghệ thuật mà không bị chối bỏ. Ở đó, họ có nhiều cơ hội để đưa sáng tác của mình vào đời sống âm nhạc. Là một trong những người khá may mắn được chọn tham gia trong live show đầu tiên của Bài Hát Việt với ca khúc Cánh Hồng, thì Lan cảm thấy rất là vui, rất phấn chấn nhưng cũng rất lo lắng và hồi hộp, không biết là tác phẩm của mình sẽ được khán giả đón nhận như thế nào. Nhưng qua nhiều lần tham gia live show Bài Hát Việt với tư cách là ca sĩ thể hiện cùng với nhóm Năm Ngón Kẻ và với tư cách riêng là nhạc sĩ, thì Lan cảm thấy Bài Hát Việt là một sân chơi vô cùng bổ ích. Nó tạo cơ hội cho tất cả những nhạc sĩ chuyên nghiệp và nhạc sĩ không chuyên nghiệp, và nhất là với những người trẻ như Lan có thể có cơ hội để đưa ra các sáng tác của mình đến với công chúng và tạo cơ hội để cho họ có thể khẳng định được mình. Khi mà chương trình Bài Hát Việt ra đời thì có những ca khúc Cường đã viết và đã hoàn thành, và có một cái điều là mình cũng chưa biết là sẽ sử dụng ca khúc này như thế nào. Chỉ có tâm niệm là một cái điều là mình rất là yêu thích và mình muốn viết những ca khúc mình yêu thích. Và nói đây là một cái chương trình hết sức là hay, và nếu như nói đúng một câu, đó là nó là một trong những cái cơ hội tốt cho những người trẻ như là Cường tham dự. Con đã được tham gia chương trình Bài Hát Việt từ những số đầu tiên. Và các khúc đầu tiên mà con tham gia chương trình Bài Hát Việt cũng là những sáng tác đầu tay của mình. Sau khi tham gia bài đầu tiên Bài Trên Giấy thì con đã thấy tự tin hơn rất nhiều và đã tiếp tục gửi các khúc của mình về tham dự chương trình. Năm 91-92 thì đã có trên tay khoảng 30 ca khúc, và những cái lúc đó sáng tác ra thì hoàn toàn là theo những cảm xúc tự nhiên của mình, theo cái nhu cầu của cá nhân mình yêu thích mà viết ra thôi, chứ cũng không có ý định là đưa cho một ca sĩ nào, và cũng không biết gửi đến đâu. Lần đầu tiên là xong gửi Giấc Mơ Trưa đến chương trình Bài Hát Việt thì đã được cái giải thưởng mà phải nói là Giá Son vô cùng là hạnh phúc. Từ cái giải thưởng đầu tiên của Bài Hát Việt này, mọi người đã biết đến Giáng Son nhiều hơn với một tư cách là một nhạc sĩ, chứ không phải là một tư cách của một ca sĩ trong nhóm nhạc. Và điều đó làm Giáng Son cảm thấy là càng có những cái động lực để phát triển con đường sự nghiệp sáng tác của mình hơn. Con đường đến với Bài Hát Việt đã rộng mở và hứa hẹn nhiều chuyến đi xa cho những ai muốn trở thành tác giả trong tương lai. Thank you.
còn nhớ khi trai sạn chưa hôn lên tay cha, tay vĩ cầm vẫn ngân nga hàng đêm, bay mãi vào một thời âu thơ là cây vĩ cầm trải bao giấc các bạn. Có thể nói trong 3 năm của bài hát Việt, khán giả đã có dịp được thưởng thức nhiều ca khúc với các phong cách khác nhau, từ những thử nghiệm trong những ca khúc mới hay sự kết hợp của nhiều dòng nhạc khác nhau. Điều này đã tạo nên một nét rất riêng của bài hát Việt trong lĩnh vực nhạc nói chung cũng như lĩnh vực sáng tác ca khúc nói riêng. Những bài hát sau đây có thể sẽ minh chứng rất cụ thể cho điều mà tôi vừa nói. Chúng ta sẽ cùng đến với những bài hát với những dòng nhạc hay xuất hiện trong bài hát Việt, đó là rock, đó là pop, đó là blues hay đó chính là R&B. Chúng ta hãy cùng đến với 4 bài hát: Chỉ một mình anh của nhạc sĩ Huy Tuấn, Cánh cửa mùa xuân của nhạc sĩ Đỗ Bảo, Giấc mơ của tôi của nhạc sĩ Anh Quân và Thu tình yêu của Lưu Thiên Hương. Vẫn hỏi vì sao anh không yêu em như ngày hôm nào, vẫn hỏi vì sao anh không yêu em như lời anh nói ngày nào. Dù con tim em rất buồn vì con tim em đã chọn mình anh, em thương em trao buồn vui trong em.
khi em về trước cánh cửa nhà là mùa xuân đang len vào xe sắt tiệm đồng. Em biết lòng này đã chót yêu anh, em đã giận mình chưa vội những giấc mơ xa xôi. Người yêu dấu hỡi khi anh mỉm cười, chỉ thoáng giây là lòng em đắm đuối. Làm sao giấu anh được cõi lòng mê say, làm sao giấu đi được giá lạnh đêm nay. Trái tim nhỏ bé em đã coi có thật nồng nàn và thật nhiều câu ca. Trong vòng tay ấm em gác mơ về những gia đình tràn những tiếng cười, và tôi mơ mơ giấc mơ một gia đình yêu thương, và tôi mơ mơ giấc mơ cánh tay mẹ một lần dù sao thiết tha khao khát từng đêm. Chân sao nhỏ nhói đơn lạnh thầm bước trong đêm, và tôi luôn mơ mơ về một nơi xa xôi nơi mẹ con luôn dành cho tiếng cười, và tôi luôn mơ mơ một ngày mai nắng ấm nơi thế gian luôn ngập tràn yêu mình, và tôi luôn mơ mơ về một nơi xa xôi nơi mẹ con luôn dành cho tiếng cười, và tôi luôn mơ mơ một ngày mai nắng ấm nơi thế gian luôn ngập tràn. Mama, but my man, I'm not.
Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tâm sự bằng âm nhạc của Lê Minh Sơn. Một ca khúc trữ tình Việt Nam, một sự tiếp nối của những âm hưởng xưa. Cho phép tôi được giới thiệu bài hát của năm, bài hát Việt 2006, bài hát Aia, với phần biểu diễn của một ca sĩ lần đầu tiên đứng trên sân khấu của bài hát Việt, ca sĩ Lê Anh Dũng. Bên cạnh làng tôi đất bán hết rồi, chỉ còn nhỏ nhỏ nghĩa địa xa xa. Bên cạnh làng tôi yếm thắm lụa đào, ngực cao nhu nhu đã vội đi xa. Ngày xưa lũ chim về đây, những bông cỏ động bờ đê. Ngày xưa tiếng ru mẹ ru, tiếng ru mỏng manh lay động nhà tranh. Rặng tre hót giữa trưa hè, tiếng con sao sầu gốc rễ về đâu. Đàn trâu lưng thưng qua cầu, đất bán hết rồi đàn trâu về đâu. Chỉ còn nhỏ nhỏ nghĩa địa xa xa. Bên cạnh làng tôi yếm thắm lụa đào, ngực cao nhu nhu đã vội đi xa. Ngày xưa lũ chim về đây, những bông cỏ may lay động bờ đê. Ngày xưa tiếng ru mẹ ru, tiếng ru mỏng manh lay động nhà tranh. Rặng tre hót giữa trưa hè, tiếng con sao sầu gốc rễ về đâu. Đàn trâu lững thững qua cầu, đất ban hết rồi đàn trâu về đâu. Oh,
Lụi canh ba thức xa.
giấc trong đêm khuya vắng một mình lầm lũi thân cò. Được một con tôm đôi ba con tép đêm nay không thấy có con cá nào. Có ơi có hỡi thôi đi về đi, đêm qua cũng thế đêm nay cũng thế có ơi. Lặn lội cả đêm thương cho đàn con, đành khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng. Hỡi à cò ơi thôi về cò ơi. Kìa có cơn giông ập đến rồi, sấm đầu mùa rục phá hồi, đón cơn mưa đầu tiên về để ngày mai. Nhìn đàn cò trắng cầm đầu vượt gió, đàn sông cánh bay bay về phía chân trời. Bầu trời rộng lớn, lòng người rộng lớn, đàn cò vút lên bay về phía mặt trời. Những đêm lặng buồn nhé, để sáng nay khi mặt trời rực rỡ lại khát khao bay lên, lại bay lên. Hò ơi, hò we'll be right back.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể nói tôi rất tiếc khi đám cưới chuột của họ đã không được thể hiện đúng năm Mậu Tý này, không thi vào chương trình Bài Hát Việt năm nay. Nhưng hôm nay là một đêm gala, và tại sao chúng ta không có quyền có được một cơ hội đến với bài hát này? Chúng ta hãy cùng đến với đám cưới chuột, một bài hát được rất nhiều khán giả yêu thích. Xin mời! Các bạn, có thể nói từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã được thưởng thức rất nhiều những bài hát hay
đã từng tham gia, đã từng xuất hiện, đã từng đoạt giải trong chương trình Bài Hát Việt trong suốt 3 năm qua ở những phong cách khác nhau của những tác giả, những nhạc sĩ ở các thế hệ khác nhau. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những gì mà chúng ta vừa thưởng thức trên sân khấu của đêm gala hôm nay, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng nếu như Bài Hát Việt 2008 sẽ bắt đầu, chắc chắn rất nhiều những nhạc sĩ, những tác giả trẻ, những tác giả trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng như ở nước ngoài sẽ tiếp tục tham gia cùng chúng tôi trong chương trình này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một chương trình mới với nhiều sự thay đổi, với nhiều hứa hẹn sẽ đem đến cho Bài Hát Việt nhiều hấp dẫn và bất ngờ. Và ngay bây giờ, giây phút mong đợi của tất cả các nhạc sĩ, ca sĩ, khán giả yêu mến Bài Hát Việt đã tới. Xin mời tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng chào đón Bài Hát Việt 2008.